Tên là Lâm, năm nay tôi 17 tuổi. Tôi học không giỏi và cũng chẳng hứng thú gì đến việc học. Nhưng có một lý do khiến tôi luôn đi học sớm và đều đặn. Sao ngày nào cũng tới trễ vậy? Hôm qua là thứ khuya học bài đúng không? Ừ, mà tôi thấy đâu cần thiết phải học mấy cái đồ thị đâu. Tôi nghĩ là học mà cộng trừ nhân chia là thấy đủ xài rồi. Không thấy Bill Gates không? Ông cũng nghỉ học á. Mà người ta thấy làm giàu không? Nói như bà thì học làm gì nữa. Đi lẹ đi chỉ trời kìa. Tôi thích Trang, nhưng tôi không đủ tự tin để nói lên điều đó. Bởi vì xung quanh cô ấy luôn có những chàng trai tốt hơn tôi. Tới rồi hả? Đi vô đi. Ngồi đây đi. Cái gì vậy? À, mở ra đây rồi tôi biết. Ba, ơi, sao không biết hết này vậy? Chỉ tao được hôn tôi nhất thôi. Ủa mà bạn hôm bữa là ai vậy? À, đó là học một sinh nói chuyện nó vào lớp tôi. Ừ, cũng xinh đó. Sao không chịu theo đuổi đi? Thôi, con lắm mà cua gì. Trời ơi, thì bây giờ tôi có người yêu rồi thì ông cũng có bạn gái đi chứ. Dạ, và có người yêu nào vậy? Sao tôi không biết gì hết? Thì hôm bữa tôi cũng định nói cho ông nghe rồi mà ông về quê đó. Người ta là thầy dạy nhảy của tôi. À, mà ngày mai cũng không cần tới rước tôi nữa đâu. Người ta tới rước tôi rồi. À, ông có nghe tôi nói gì không? À, có nghe. Có bạn ơi, bài rồi, thì cô bạn này. Trang xứng đáng một người tốt hơn tôi. Cắt đến sâu quá. Bọn ông không muốn biết suy nghĩ của Trang về ông sao? Bạn cắt á. Cái trò mà nó được ích lợi gì hết á.
cũng trở thành lý do hết. Đúng rồi, tôi nói là ở cái đất Sài Gòn này á, ai qua tôi không ai tốt bằng tôi á. Tôi biết làm việc nhà này, biết chăm sóc mọi người, biết làm cái này nọ, bà không cần chuẩn bị nhiều, chín cây vàng là được rồi. Thôi tôi đi về. Ê thôi tôi giỡn mà. Cái gì? Chia tay rồi đó. Bà Long còn cơ hội rồi nha. Nhưng mà không được, ông phải thay đổi. Đổi말해 뭐해 말해 뭐해
네 곁에 난 머물고만 싶어지는 게 사랑일까? 사랑일 거야. Bạn gái gì? Ơ, à, mẹ tôi gọi, vô trước nha, bye. Ờ à. Alo, Long hả? Tôi tới nãy giờ rồi á, không tới lẹ nha. Ờ à. Ủa Ngọc, tôi có chuyện muốn nói với bà ra gặp tôi tí ha. Để tôi tiện nha. Bà với Long đang quen nhau mà, sao bà lại làm vậy? Bà không hiểu được cảm giác của Long hả? Thì sự có gì sai sai? Tôi với Long không có gì cả, người Long thích là bà mà. Bà nói cái gì vậy? Chả lẽ bà không thấy sao? Chả đứa nào ngồi nói sáng sớm phải dậy sớm chở bà đi học. Rồi bà thích gì và ghét gì Long cũng đều biết. Hay kể cả những lúc bà buồn nhất mà chỉ cần một gọi một cuộc điện thoại là Long đã có mặt ở bên cạnh bà. Long cũng cần phải làm như vậy không? Thôi bạn tôi đợi rồi, tôi đi đây. 무슨 말을 해봐도 채워지지 않은 것 같은 Thì bây giờ tôi có người yêu rồi thì ông phải có đi chứ. 내 욕심이라고 다시 생각을 해봐도 그 마음 쉽게 사라지지 않아. 알잖아 난 말이야 너의 밖에선 살 수 없어. 내게 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야. 사랑해요 고마워요 따뜻하게 나를 안아줘. 이 사랑 때문에 나는 살 수 있어. 돌아가도 다시 견딜 수 있을까. 너무 힘들던 시간들 너를 볼 때면 떨리는 내 입술이 두루루 두루루. 싸우 hết rồi không nói. Thời gian qua ông coi tôi là gì? Là đồ ngốc đúng không? Ông coi thường tôi đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.